Vậy ngữ pháp tiếp theo chúng ta tìm hiểu đó là ngữ pháp với lại sugimasu. Sugimasu. Ở phần đầu năm đúng không? Chúng ta đã từng gặp cái cấu trúc ngữ pháp này rồi. Thì sugimasu đúng không? Cho cụm từ là hataraki sugimasu, mình nghĩa là làm việc quá sức. Thì cái bản thân động từ sugimasu mang nghĩa là quá. Cũng như là hơn 7 giờ đúng không? Quá 7 giờ này hoặc quá 10 giờ này, mình đã dùng với lại số giờ đúng không? Cộng với gì đây nhỉ? Trợ từ o rồi cộng với lại sugimasu. Cũng như là gì đây nhỉ? À quá 3 giờ đúng không? Hơn 3 giờ ấy mình sẽ nói là gì đây nhỉ? À sanji là 3 giờ đúng không? Thế là sanji o sugimasu nhá. Sanji o sugimasu mình nghĩa là hơn 3 giờ hoặc quá 3 giờ. Ý desu ka? Rồi vậy sugimasu là ý nghĩa là gì đấy? Chôi đồ y tê đồ koe tê đồ. Chôi đồ y tê đồ tức là một cái mức độ vừa phải. Nhưng mà sao đấy? Koe đồ là snap, koe đồ là vượt quá. Đấy, vượt quá cái mức độ mà mình là gì đấy nhỉ? Vừa phải, mình cho là vừa phải thì nó vượt quá. Đấy, tiếp theo mình chỉ cả gì đấy? Cái gì nó quá, cay quá, ngon quá. Hoặc là gì đây nhỉ? Học nhiều quá, xem TV nhiều quá, uống rượu nhiều quá. Ít đấy có. Vậy cách học với sugimasu là gì đấy nhỉ? Hãy mít tê cờ đào say. Rồi mình có động từ thẻ masu. Mình sẽ bỏ masu đi. Tính từ đôi y, bỏ y. Tính từ đôi na, mình cũng bỏ na rồi cộng với lại sugimasu. Ít đấy có, các bạn nhớ nhá. Động từ bỏ masu, tính từ đôi y, bỏ y. Tính từ đôi na, mình bỏ na rồi cộng với lại sugimasu. Hay, いいですか? Hãy nhớ cách kết hợp này nhé. Rồi, ứng dụng cách kết hợp cộng với lại ý nghĩa của nó, mình cùng nhau luyện tập nào. Hãy, 練習に行きましょう。1番、テレビを見すぎましたから目が赤くなりました。テレビを見すぎましたから目が赤くなりました。Rồi, vì có 見ます đúng không? 見ます là xem. Vậy, 見ます và ます cộng với すぎます thì mình nghĩa là gì đấy? Đúng rồi, xem quá nhiều. Kara diễn tả nguyên nhân đúng không nhỉ? À, vì đã xem TV quá nhiều nên là mắt đã bị đỏ. It is có. Vì xem TV quá nhiều nên mắt đã bị đỏ nhá. Hãy xin ghi nhì bằng. この問題は私には難しすぎる。全然わからない。この問題は私には難しすぎる。全然わからない。Đây là thẻ thông thường đúng không? Đây cũng là thẻ thông thường. Thẻ thông thường là dùng khi mà giao tiếp với bạn bè hoặc những người mà dưới tuổi mình, đúng không? Thì khi mà sử dụng thẻ thông thường nhá, thì cả hai vé đều là thẻ thông thường. Còn lịch sự đó thì lịch sự cả hai vé nhá. Hãy oboite kudasai, hãy nhớ nhá. Rồi, vậy còn là mình dịch như nào đấy? Muzukashi là tính từ đối y mà nghĩa là khó. Mình bỏ y đi cộng với lại sugimasu. Và sugimasu là động từ đặc biệt, mặc dù trước mắt sự là chữ ghi thuộc cột y đúng không? Đáng lẽ ra là phải thuộc nhóm 1, nhưng mà đây là động từ đặc biệt. Sugimasu là động từ đặc biệt thuộc nhóm 2 nhá. Nên khi chia về những cái dạng thông thường ấy, mình sẽ chia theo quy tắc của nhóm 2. Đó, thẻ được nhóm 2 mình bỏ masu còn mấy được. Sugimasu thành sugiru nhá. Rồi, cái vấn đề này đúng không? Hoặc cái câu hỏi này nhá. Mondai là câu hỏi là vấn đề này. Cái câu hỏi này nó khó, nó quá khó đối với tôi. Nên gì đấy? Zenzen một cách hoàn toàn đúng không? Zenzen và karanai. Nên tôi không hiểu gì hết. Hay, san bang. Isogashi sugiru desu ne. Hay san bang. Isogashi sugiru no mo komaru ga hima sugiru no mo tsumaranai. Rồi mình có isogashi là tính từ đôi y, nghĩa là vất vả. Còn hima là tính từ đôi na, nghĩa là nhàn rỗi. Komaru nghĩa là gì ấy nhỉ? À rắc rối này, khó khăn. Đúng không? Còn tsumaranai thì mà nghĩa là chán nhá. Rồi mình cùng dịch cái nhỉ? Mình cùng nhau dịch câu này nào. Mà sao đây nhỉ? Isogashi sugiru là gì đấy? À bận quá đúng không? Bận quá thì cũng gì đấy? Bận quá thì cũng khổ. Mà sao nhỉ? À rảnh quá thì cũng nhàm chán. Ideska. Các bạn hiểu câu này không nhỉ? Bận quá nhá. Bận quá thì cũng khổ, cũng khó khăn đúng không? Mà rảnh quá. Đó, tính từ đôi na mình sẽ bỏ na nhá, cộng với sugimasu, sugiru. Rảnh quá thì cũng nhàm chán. Rồi các bạn hiểu câu này chưa? Ideska. Hay chưa đi dùng ban desu ne. Mình cùng nhau tìm hiểu câu số 4 nào. Kazoku wa 6 nin imasu kara このアパートは狭すぎます。mình có apartment là cái căn hộ nhá. Rồi còn say semai là semai là hẹp. Semai là tính từ đôi y đúng không? Bỏ y cộng với lại sugimasu. Rồi vì sao đây nhỉ? Đúng rồi, vì gia đình tôi có 6 người này nên cái căn hộ này nó hẹp quá. Hay いいですか? じゃあ次5番ですね。chúng ta cùng nhau tìm hiểu câu số 5 tiếp nào. Hay. このカレーは辛すぎます。このカレーは辛すぎます。mình có カレー nghĩa là món cà ri, cơm cà ri nhá. Còn cà rai nghĩa là cay. Vậy câu này nghĩa là sao đây nhở? À, cái món cà ri này đúng không? Nó cay quá.
Wa kai mashita ka? Bạn đã hiểu chưa? Rồi tuy nhiên mình có một chú ý như sau, đó là sugimasu, khi mà bỏ masu đi, mình gọi là sugi thì cụm động từ ấy, đúng không? Động từ bỏ masu cộng với lại sugi thì cả cụm nó sẽ đóng vai trò một danh từ các bạn nhé. Ví dụ gì đây nhỉ? Hataraki sugi, cái việc mà làm quá sức. Tabe sugi, cái việc ăn quá sức. Ii desu ka? Tôi về câu này nghĩa là gì đây nhỉ? Tabe sugi, nomi sugi wa karada ni yoku arimasen. Rồi chứ quá chắc là phần danh từ đúng không? Danh từ đóng vai trò làm chủ thể của câu. Vậy chủ thể là gì đấy? À cái việc mà ăn quá nhiều hoặc cái việc ăn uống quá nhiều đúng không? Thì sao đây nhỉ? À không tốt cho sức khỏe nhá. Yoku arimasen bằng với yoku nai nghĩa là không tốt nhá. Không tốt cho cơ thể sẽ là karada ni yoku nai. Cái việc mà ăn quá nhiều, uống quá nhiều ấy không tốt cho cơ thể. Hay thì desu ka? Đó là toàn bộ kiến thức liên quan đến cấu trúc với lại sugimasu. Rồi các bạn hãy cùng nhau ôn tập lại. Đầu tiên là cách chia, sau đó thì cách sử dụng của nó bằng cách lấy ví dụ cho mình nhé. Là những ví dụ mình cảm thấy tâm đắc nhất ấy mà có thể sử dụng được với cấu trúc ngữ pháp sugimasu nhé. Hay, gambatte kudasai. Ii desu ka?